Hello, welcome back. Chào mừng các bạn quay lại với khóa luyện tiếng Anh dành cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một chủ đề cực kỳ thú vị trong quá trình các bạn học từ. Đó là vấn đề liên quan đến synonyms và antonyms, từ đồng nghĩa và từ trái nghĩa. Như các bạn biết, vốn từ của chúng ta thì không bao giờ mình có thể mà mình đạt tới cái cảnh giới là biết tất cả mọi sự được. Bởi vì từ vựng là một cái thứ gì đó mà chúng ta học hoài cũng chẳng bao giờ hết. Tuy nhiên, chúng ta cần phải phát huy cái vốn từ đồng nghĩa và từ trái nghĩa của mình rất nhiều. Không những nó sẽ giúp ích cho mình trong quá trình chúng ta làm bài đọc, mà nó sẽ còn cực kỳ hữu hiệu trong phần nói cũng như phần viết của các bạn. Về nội dung thì tất nhiên hôm nay chúng ta đầu tiên tìm hiểu về một số từ đồng nghĩa phổ biến, synonyms, và tiếp sau đó là một số từ trái nghĩa phổ biến ở trong tiếng Anh. Now, let's start with synonyms. Chúng ta sẽ bắt đầu với một vài từ đồng nghĩa phổ biến. Chẳng hạn như câu số 1, he was asked to account for his presence at the scene of crime. Anh ta đã yêu cầu làm cái gì đó, sự có mặt của anh ta tại hiện trường vụ án. Theo bạn nó sẽ là từ nào? Anh ta đã yêu cầu phải complain, phàn nàn về, hay là exchange, trao đổi, hay là explain, giải thích cho, hay là arrange, sắp xếp. Từ đồng nghĩa đối với account chính là explain. Account for, explain. Bạn thay bạn giải thích cho vấn đề gì đó. Account for, explain. Số 2. The teacher gave some suggestions on what could come out for the examination. Ông thầy đưa ra một vài cái suggestion cho những cái gì có thể xuất hiện trong bài thi. Right. Theo bạn là gì? Effects là kết quả hiệu quả. Symptoms, triệu chứng bệnh. Hints là những cái gợi ý, hay là demonstrations, những cái bài demo, những cái bài mẫu. Tất nhiên từ đồng nghĩa với suggestion, lời đề nghị ở đây chính là câu C, hints, những lời đề nghị hoặc là những cái gợi ý trong bài thi sẽ có phần nào. Tiếp theo chúng ta có câu số 3. I'll take the new job whose salary is fantastic. Tôi sẽ nhận công việc mới và lương của công việc này thì tuyệt hảo. Right. Từ nào sẽ đồng nghĩa với fantastic? Reasonable, hợp lý. Acceptable, chấp nhận được. Pretty high, khá cao. Wonderful, tuyệt vời. Và tất nhiên đáp án của bạn phải là wonderful. The salary is fantastic. The salary is wonderful. Câu số 4. His career in the illicit drug trade ended with a police raid this morning. Sự nghiệp của anh ta với việc buôn bán ma túy lậu đó thì kết thúc bằng việc anh ta đã bị cảnh sát bắt giữ vào sáng hôm nay. Theo bạn thì từ nào sẽ đồng nghĩa với illicit trong trường hợp này? Chúng ta có câu A là elicited, tức là bạn gợi ý cho ai đó nói ra cái gì. Irregular là không có thường xuyên. Secret là bí mật. Và legal là hợp pháp. Vậy thì theo bạn từ nào hợp lý nhất? Tất nhiên đó sẽ là từ secret. Không thể chọn legal được, bởi vì legal có nghĩa là hợp pháp. Còn đây là illicit có nghĩa là nó bán thuốc lậu rồi, buôn bán lậu không có hợp pháp. Secret là từ mà nó đồng nghĩa và nó sát nghĩa thích hợp nhất trong câu này. His secret drug trade. Tiếp theo chúng ta có câu số 5. The government is not prepared to tolerate this situation any longer. Chính phủ không sẵn sàng để tiếp tục nhượng bộ với tình hình này thêm nữa. Vậy thì theo bạn là động từ kép nào sẽ tương đương về nghĩa với tolerate, mà nghĩa là chấp nhận, chịu đựng, nhượng bộ? A. Look down on. You're nothing to me. Khinh thường ai là look down on. B. Put up with là chịu đựng, tức là bear hoặc là stand. Take away from là lấy cái gì đó đi khỏi. Give on to. Đáp án của bạn là câu nào? Tất nhiên sẽ là câu B. Put up with. Khi bạn tiếp tục chịu đựng cái gì đó, mặc dù là it's annoying to you, it's really bad, but you accept it, you tolerate it. Câu số 6. I clearly remember talking to him in the chance meeting last summer. Tôi nhớ rất rõ là tôi đã gặp anh ta ở một cái cuộc họp chance.
Trong trường hợp này thì các bạn có thể đoán được rằng chance nó là tính từ và cái nghĩa của nó phải mang tính ngẫu nhiên đúng không? Một cuộc họp ngẫu nhiên mùa hè trước, tức là không có tính toán trước. Theo bạn từ nào đồng nghĩa? Unplanned, không có sắp xếp. Deliberate, cố tình. Non accidental, không phải ngẫu nhiên. Intentional là cố tình. Và đáp án phải là câu A, unplanned. An unplanned meeting last summer. Câu số 7. Carpets from countries such as Persia and Afghanistan often fetch high prices in the United States. Từ nào đồng nghĩa với cái thảm các bạn? Tất nhiên là câu C rồi. Rugs. Câu A nghĩa là gì nhỉ? Artifacts là những món đồ cổ. Right. Pottery là đồ gốm sứ. Textiles là hàng dệt may. Câu số 8. Though many scientific breakthroughs have resulted from mishaps, it has taken brilliant thinkers to recognize their potential. Mishap. Hap ở đây là happening. Chuyện gì xảy ra? Miss tức là không đúng, sai. Mishap, something that happened in the wrong way. Cái gì đó xảy ra mà nó không đúng như lắm. Theo bạn từ nào sẽ là từ đồng nghĩa? Accidents, misunderstandings, incidentals or misfortunes. Đáp án của bạn chính là câu A, accident. Tai nạn. Những cái gì nó xảy ra mà mình không lường trước được, nó xảy ra và nó không nằm trong dự tính của mình. Rồi, accidents, mishaps. Câu số 9. The shop assistant was totally bewildered by the customer's behavior. Người bán hàng hoàn toàn như thế nào đó bởi cái hành vi của người mua hàng. Bewildered có nghĩa là bạn không thể hiểu được. Rồi, cái gì đó làm cho bạn rối bời, chả hiểu làm sao cả. Disgusted có nghĩa là tôi ghê tởm cái gì đó. Puzzle là bạn không hiểu rõ được vấn đề. Angry là tức giận và upset là buồn. Và đáp án của chúng ta tất nhiên sẽ là puzzled. Puzzled by the customer's behavior. Câu số 10. He didn't bat an eyelid when he realized he failed the exam again. Anh ta đã không như thế nào đó với cái eyelid là cái mi mắt của mình. Rồi. Right. Anh ta đã không chấm 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 cái mi mắt của mình. Theo bạn là gì nhỉ? Khi anh ta nhận ra rằng anh ta lại thi rớt nữa rồi. Giống như là kiểu là không thèm chớp mắt luôn, không có gì lạ cả. Rồi. Right. Wasn't happy, didn't want to see, didn't show surprise or didn't care. Đáp án của chúng ta đó là he didn't care. Nó không quan tâm. Rồi. Right. Thực ra thì nó biết chắc là nó sẽ rớt rồi cho nên là he didn't care, he didn't bat an eyelid, show no reaction. Right. Nó không phản ứng gì cả, nó chẳng quan tâm gì cả. That's it. Vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu qua một số cụm từ đồng nghĩa trong tiếng Anh. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về một số từ trái nghĩa. Từ trái nghĩa trong tiếng Anh thì nó cũng nhiều lắm và ở đây tôi xin giới thiệu một vài thôi. Ví dụ, famous, nổi tiếng sẽ trái nghĩa với lại infamous hoặc notorious. Các bạn lưu ý cách phát âm nha. Famous nhưng mà infamous, notorious, khét tiếng. Accidentally là vô tình. Deliberately, cố tình. Reluctant là bạn không bạn hơi ngần ngại khi làm gì đó. Và willing thì có nghĩa là sẵn lòng, eager, sẵn lòng, right? Build, xây dựng, destroy, đập đi. Deep, sâu, còn shallow là nông cạn, cạn, right? Empty là đầy ắp, empty là không trống rỗng, không có gì trong đó cả. Full thì là đầy ắp. Fact là sự thật, fiction là những điều hư cấu. Heavy là nặng, light là nhẹ. Interesting, boring. My lesson is interesting. Of course, it's not boring. Many trái nghĩa với few, nhiều và một ít. Đối với danh từ đếm được. Much trái nghĩa với little, đối với danh từ không đếm được. Safe, dangerous, an toàn hoặc nguy hiểm. Thick and thin, tight, loose, chật hay là lỏng. Private, public, riêng tư hay là công cộng. Vertical, horizontal, dọc hay là ngang. Ok. Như vậy thì trong bài học này chúng ta đã tìm hiểu qua một vài từ đồng nghĩa, một vài từ trái nghĩa trong tiếng Anh. Để giới thiệu cho các bạn sơ bộ về thể loại từ đồng nghĩa trái nghĩa này thôi. Còn thực tế thì các bạn sẽ cần phải học rất là nhiều. Khi nào có bất cứ từ đồng nghĩa trái nghĩa nào các bạn cứ học bởi vì trong tương lai nó sẽ có ích. Trong phần viết cũng như trong phần đọc, phần nghe và phần nói sau này. So thank you very much. That's enough for today's lesson. I will see you in the next video. Cảm ơn các em đã xem video bài giảng của Học 247. Hy vọng rằng các em sẽ nắm vững những kiến thức bổ ích mà thầy cô đã truyền đạt và hãy chia sẻ cho bạn bè học cùng.
Để theo dõi và xem thêm nhiều video bài giảng mới từ lớp 10 đến 12, các em hãy click đăng ký kênh Học 247 nhé!